Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Yu Yu Hakusho Gekito là tựa game theo thể loại chiến thuật nhàn rỗi thể lực kết hợp sưu tầm thẻ tướng, được phát triển dựa trên bộ truyện tranh phim hoạt hình Nhật Bản cùng tên Yu Yu Hakusho, hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Việt là Hành Trình U Linh Giới. Tham gia vào trò chơi này, kinh thủ sẽ được tận mắt trải nghiệm lại cuộc hành trình phiêu lưu của nhân vật chính Urameshi Yusuke khi có thể tập hợp và xây dựng đội hình với các nhân vật mà mình yêu thích trong bộ manga anime để vượt qua các thử thách. Về phần gameplay thì sản phẩm cũng như bao tựa game chiến thuật khác, với việc bước vào mỗi màn chơi cốt truyện, các nhân vật trong đội hình của bạn sẽ được tự động chiến đấu thể lực với kẻ thù cũng như tự động sử dụng kỹ năng của mình khi có thể. Mỗi màn chơi cốt truyện vượt qua sẽ giúp đem về cho người chơi nhiều loại tài nguyên khác nhau để sử dụng trong việc phát triển sức mạnh cho các nhân vật của mình thông qua nhiều tính năng vô cùng quen thuộc như là thăng cấp, tăng sao trang bị. Nhìn chung, nếu là người yêu thích bộ manga anime Hành Trình U Linh Giới thì đây sẽ là một cái tên mà bạn nên trải nghiệm thử. Hãy cùng bước vào trải nghiệm Yu Yu Hakusho Gekito và xây dựng đội hình theo dõi là cốt truyện của Yu Yu Hakusho ngay đi nào. Yu Yu Hakusho Gekito có gì hấp dẫn người chơi? Mỗi nhân vật đều sở hữu cho mình phần tạo hình được xây dựng theo chuẩn nguyên tác. Hệ thống nhân vật đầy đủ từ tác phẩm gốc cho game thủ thu thập và xây dựng đội 6 người. Các nhân vật được chia làm 4 vai trò khác nhau, phù hợp ở vị trí hàng trước hoặc là hàng sau. Một số nhân vật có tính liên kết với nhau giúp buff tăng sức mạnh khi liên kết được kích hoạt. Đầy đủ hoạt động từ PvE đấu boss cho đến PvP so tài giữa các người chơi để tham gia vào. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?